phát triển kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp, đa dạng cây trồng, vật nuôi. Đây là cách ông Lê Công Giang, thôn Tân Long, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát thực hiện để tăng nguồn thu, hạn chế những rủi ro về thị trường tiêu thụ. Mô hình này được cấp ủy chính quyền đánh giá cao, vận động bà con học tập và làm theo. 13.000 m2 mặt nước nuôi thả cá này được gia đình ông Lê Công Giang chuyển đổi từ ruộng cây lúa sang ao nuôi cá chấm, cá chép, kết hợp làm dịch vụ cho câu cá, vừa không mất nhiều công lao động, vừa cho thu nhập cao gấp nhiều lần cây lúa. Trên diện tích đất đồi, sau khi 3 hectare rừng tạp tới chu kỳ khai thác, ông Giang chuyển sang trồng quế. Năm 2021, thực hiện đề án phát triển chăn nuôi của huyện, ông vay thêm 170 triệu đồng từ ngân hàng đầu tư trồng cỏ, nuôi ngựa. Hiện gia đình ông đã có đàn ngựa 19 con. Tôi thấy con ngựa này nó phát triển thì cũng được, mà ốm đau bệnh tật nó cũng ít, rủi ro nó nói chung là cũng có rủi ro nhưng nó ít hơn là mọi con khác. Đấy, thì tôi chọn cái mô hình này để chăn nuôi phát triển. Được quy hoạch đầu tư bài bản, hiện mỗi năm trang trại tổng hợp mang về cho gia đình ông Lê Công Giang mức thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng. Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của ông Giang không những mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, mà còn tạo sự lan tỏa trong các hội viên nông dân, được hội nông dân xã lấy đó làm điểm để vận động các hộ nông dân khác học tập làm theo. Cái hướng đi của ông thì ông cũng là tiếp cận cũng là nhanh về cái thị trường và thay đổi đúng theo xu hướng thị trường bây giờ hiện tại là theo hướng là chăn nuôi, theo hướng hàng hóa. Cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, đặc biệt hội nông dân xã lấy đây là tấm gương điển hình tiên tiến về sản xuất kinh doanh giỏi, đặc biệt là kết hợp mô hình VAC để tuyên truyền cho toàn thể cả nhân dân trên địa bàn xã để lấy đây là tấm gương để học hỏi, để noi theo về cái phát triển kinh tế hộ gia đình. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chịu khó học hỏi, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, ông Lê Công Giang thực sự là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho mình, cho quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Cốc Mì.